Những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Vòng 15 La Liga, Barcelona mất điểm trong cơn mưa thẻ phạt. Vòng 18 Premier League, Arsenal gia tăng khoảng cách với Manchester City. Đội tuyển Việt Nam có 2 buổi tập trước trận đấu với đội tuyển Myanmar. Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới thể thao được phát sóng trên On Football và On Sport. Mở đầu bản tin sẽ là diễn biến tại vòng 15 La Liga. Barcelona có trận đấu gặp